trẻ chúng ta đang tập luyện, đang chuẩn bị cho cái đêm diễn của mình thì thấy rất cá nhân tôi thì rất là xúc động. Và đặc biệt là đây là lần đầu tiên tôi được tham gia cái đêm gala của FIST chúng ta. Ta có chuyện này muốn nói. Mấy năm gần đây ta thường quên ăn, quên ngủ. Ngày chỉ được có 2 chai thôi. Hận một lỗi rằng không tìm được phương thuốc bí quyết để cho vương triều FIST hưng thịnh trở lại. Hôm nay thì anh cảm giác là có một đội có cái tính stico và có một cái sự nổi trội. Anh tin rằng là những người FPT lâu năm thì sẽ thích cái đó. Các đội còn lại thì mình đem đến một cái tiết mục khá là đẹp, nhưng mà nó hơi thiếu một chút stico. Thì theo kinh nghiệm xem các cái chương trình của FPT thì anh nghĩ là rất dễ là FPS sẽ được giải. Xem chương trình Get High và đặc biệt là 6 tiết mục của ngày hôm nay thì chúng ta không già, chúng ta quá trẻ, quá máu lửa và có quá nhiều sáng tạo. Tôi cũng đã có bản chống ở trong tay rồi thì phải nói rằng là tiết mục nào cũng hay, đặc biệt là tiết mục kết. Tôi không rõ cái bạn có bốc thăm để biểu diễn hay không, nhưng mà từ tiết mục mở màn rất có chất liệu của mở màn, tiết mục kết cũng rất đặc biệt để kết. Cảm xúc em được cái trailer này cũng là công sức của em, gọi là cũng được rồi. Đây là năm thứ tư mình ở đứng trên sân khấu FIST. Thì thực ra tập luyện thì cái cảm xúc lúc tập luyện là lúc mà mọi người cảm thấy là vui nhất. Và đấy cũng là lúc mà mọi người gắn bó với nhau, tinh thần đoàn kết trong công ty. Lúc đầu bọn em đặt mục tiêu là đạt giải thưởng lớn nhất, to nhất thôi. Năm nay Liên Quân 3 đơn vị vào với nhau thì được luôn 2 giải, giải giám dục và giải nhì. Thế là ok rồi ạ. Em cảm thấy cũng khá là xứng đáng vì đơn vị các bạn cũng đầu tư vào cái nội dung tiết mục. Các bạn làm được những cái lời nhạc mới trên những cái nền nhạc bài hát rất là hot hiện nay. Thì thực sự là nó vừa hợp với chủ đề và cũng vừa là thể hiện cái chất stico của người FIST. Với một dàn diễn viên hôm nay thì mình cũng là thuộc thế hệ là lớn hơn so với dàn diễn viên lên sân khấu hôm nay. Thì là mình cảm thấy mình là như là một người kết nối giữa hai thế hệ, thì có thể truyền tải được thông điệp stico đến cho mọi người. Và mình rất mong muốn lưu giữ cái chất stico trong mỗi chương trình văn nghệ cũng như trong đời sống tinh thần của FPT.